Trời thương Phật độ, tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023, biết được điều này, hóa hung thành cát, gặp thời đổi vận, tiền bạc ào ào đổ về nhà, giàu sang nứt két. Quý cô bác tuổi Giáp Thìn kính mến, mình là Tử Vi rất vui khi gặp lại quý cô bác trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, đã dự đoán rằng trong tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, người tuổi Giáp Thìn sẽ có được nhiều cát tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, quý nhân phù trợ, sẽ đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, có cơ hội trúng số, trúng thưởng là rất lớn, giúp cho quý cô bác thay đổi cuộc đời từ đây. Vậy, vận trình cụ thể của quý cô bác tuổi Giáp Thìn diễn ra trong tháng 10 âm lịch tới đây như thế nào? Làm sao để giải hung, hóa cát? Làm sao để chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ? Thì ngay sau đây, xin mời quý cô bác cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Tiên tri tiết lộ, đúng tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023, tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, thoát khỏi tai ương, vượt qua vận hạn, trúng số liên tiếp, đổi đời giàu sang, tiền vàng nhét chật két. Đầu tiên, tổng quan tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964 thuộc mệnh hỏa, tức phúc đăng hỏa. Tuổi Giáp Thìn mệnh hỏa là những người có khả năng giải quyết vấn đề, xoay chuyển tình huống rất tốt. Trong những trường hợp cần đưa ra phán đoán nhanh chóng, chính xác, họ thường là những người tiên phong đầu tiên đưa ra ý kiến của mình. Người này có trách nhiệm với công việc được giao, họ không bao giờ khiến người khác thất vọng về mình. Tuổi Giáp Thìn mệnh hỏa thường hành động, cử chỉ luôn toát lên vẻ nhanh nhẹn, tự tin và luôn trong tư thế đón đầu với khó khăn thử thách. Mỗi khi đặt ra mục tiêu cho mình, họ sẽ không vội vàng hấp tấp mà hỏng việc. Điều đầu tiên của tuổi Giáp Thìn là lập ra cho mình những kế hoạch chắc chắn, an toàn nhất, họ bước từng bước vững chắc trên con đường đi tới thành công. Và bước sang tháng 10 âm lịch 2023, tài lộc của con giáp này cũng không tồi, tuy có lúc vất vả bon chen, nhưng chỉ cần quý bản mệnh chăm chỉ cố gắng làm thì ắt sẽ tìm được lối ra, hóa giải nguy nan, mưu cầu tài lộc đều được viên mãn. Tiếp theo xin mời quý cô bác đến với phần luận giải chi tiết các phương diện của tuổi Giáp Thìn tháng 10 âm lịch 2023. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, tuổi Giáp Thìn nam nữ mạng, sinh năm 1964 tháng 10 âm lịch 2023. Bước sang tháng 10 âm lịch, công việc của người tuổi Giáp Thìn trở nên hanh thông và thuận lợi, gặt hái không ít thành quả tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội cho bản mệnh. Thời điểm này các nhiệm vụ kế hoạch còn dang dở đều được bản mệnh giải quyết ổn thỏa và gọn gàng. Công việc mới cũng không thể làm khó được bạn, bởi với những kinh nghiệm sẵn có, bạn hoàn toàn tự tin phát huy năng lực của bản thân. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, đều có cơ hội phát triển sự nghiệp tương ứng, chỉ cần đặt mục tiêu rõ ràng của họ quyết tâm làm tới cùng, thành công sẽ đến. Đặc biệt, trong tháng được thiên đức cát tinh trợ mệnh, các mối quan hệ xã giao của bạn hiện tại vẫn đang duy trì ở mức hài hòa. Nhờ vậy bạn sẽ có người giúp đỡ kịp thời khi gặp khó khăn, cũng bởi bạn biết cách đối nhân xử thế, nên bên cạnh luôn có những người bạn, người đối tác cộng sự nhiệt tình và hết lòng. Nhiều thuận lợi là thế, song không có nghĩa tháng này bạn không có nguy cơ đối mặt với rủi ro, nhất là khi nguyệt lệnh lâm tuyệt. Vận tiểu nhân vẫn luôn rình rập nhắc nhở con giáp này, chớ vội đắc ý hay ngủ quên trên chiến thắng mà chủ quan lơ là, chỉ cần bạn luôn giữ thái độ khiêm tốn đúng mực, làm việc chăm chỉ thì dù có tiểu nhân quấy phá cũng không ảnh hưởng quá nhiều, hãy cứ tin tưởng vào bản thân và làm những điều mình muốn sẽ mang lại kết quả tích cực. Về phương diện tài lộc, tuổi Giáp Thìn nam nữ mạng, sinh năm 1964 tháng 10 âm lịch 2023. Xem tử vi tháng của 12 con giáp âm lịch thấy rằng, người tuổi Giáp Thìn bước sang tháng 10 âm sẽ có tin vui về đường tài lộc. Con giáp này được thiên tài trợ mệnh, nhờ vậy mà các vấn đề về kinh tế đều được giải quyết, bản mệnh cũng thở phào nhẹ nhõm khi thoát được gánh nặng. Cũng nhờ công việc chính của con giáp này tiến triển tốt, nên cũng có thể được thêm tiền thưởng từ những đóng góp đó, khả năng tăng lương ở thời điểm này không nhiều, có thể sẽ cần phải chờ thời cơ thích hợp. Dù vậy, phần lớn thu nhập của bạn trong tháng này đều đến từ nghề tay trái, hoặc đó là thu nhập ngoài luồng.
Kinh doanh buôn bán đắt hàng, bạn có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn. Lúc này càng nên duy trì chi tiêu cân đối, tiết chế ham muốn mua sắm quá độ, ra ngoài không nên mang theo nhiều đồ quý giá, kẻo bị mất trộm. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ do nguyệt lệnh lâm đất tuyệt, vì vậy chớ nên chủ quan, làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng, tham lam khiến bạn mất cả chì lẫn chài. Bên cạnh đó, con giáp này nên thắt chặt chi tiêu, cân đối nguồn ra vào, hạn chế mua sắm quá đà và suy tính thật kỹ khi cho vay mượn tiền bạc để tránh một đi không quay trở lại. Tháng này bát bạch tài tinh bay vào hướng chính Tây, đây được coi là phương vị vượng tài khí. Tài vượng vị này bạn có thể trưng biểu tượng cóc ngậm tiền để thu hút tài khí, thúc đẩy kinh doanh buôn bán thêm thuận lợi, dễ phát tài, phát lộc. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, tuổi Giáp Thìn, nam nữ mạng, sinh năm 1964 tháng 10 âm lịch 2023. Về tình cảm gia đình, vợ chồng thấu hiểu yêu thương, bạn đã bớt đi tâm so sánh một nửa của mình với người khác, tiền bạc không còn là thước đo như trước đây. Người tuổi Giáp Thìn nhận ra rằng, khi họ quan tâm tới bạn từng chi tiết nhỏ để chăm sóc cho bạn, đó mới thực sự là điều đáng quý. Hồng Loan trợ mệnh, vợ chồng tuổi Giáp Thìn tháng này đang có nhiều cơ hội bên nhau, hãy lấy thời gian này để hâm nóng lại tình yêu đôi lứa, cát tinh mang theo cát khí. Có thể sẽ có nhiều tin vui trong gia đình, ví như con cái học hành thành đạt, chuyện mang thai sinh nở cũng dễ dàng hơn, có dấu hiệu thêm con thêm cháu trong nhà. Bản mệnh Giáp Thìn có thể đặt tượng Quan Âm Tống Tửu trong phòng ngủ để phong thủy vượng hơn, giúp gia đình thêm hạnh phúc và hòa thuận. Về phương diện sức khỏe, tuổi Giáp Thìn nam nữ mạng, sinh năm 1964, tháng 10 âm lịch 2023. Tình hình sức khỏe của người tuổi Giáp Thìn không có gì đáng lo ngại trong tháng 10 âm lịch này và hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng, bản mệnh được cát tinh che chở, cơ thể nhanh chóng phục hồi, người bình thường thì sức khỏe càng thêm dồi dào, có thời gian nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng áp lực, như chia sẻ với gia đình, người thân bạn bè, hoặc đi du lịch khám phá những vùng đất mới thú vị, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể cũng sẽ giúp tinh thần phấn chấn hơn. Tuy vậy, trong tháng có hợi thủy khắc thìn thổ cũng là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của những chú rồng cũng sẽ sụt giảm ở phương diện khác, mà cụ thể ở đây là dễ gặp vấn đề về thận, cần lưu ý thăm khám khi thấy có dấu hiệu bất thường. Tiếp theo là tử vi chi tiết từng tuần cho tuổi Giáp Thìn trong tháng 10 âm lịch năm 2023. Xem tử vi tuần 1, tuổi Giáp Thìn, tháng 10 âm lịch 2023. Tuổi Giáp Thìn trong tuần này có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng cần đặc biệt lưu ý để giữ được tiền trong tay. Thực thần tọa mệnh mang đến nhiều cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh, tuy nhiên đại hao hung tinh đang rình rập, vì vậy con giáp này cần chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các tình huống bất ngờ. Hãy tránh chủ quan và tiêu xài hoang phí vì sự dễ dàng kiếm tiền của mình. Nếu bạn là người tuổi Giáp Thìn, thì tuần này bạn có thể sẽ kiếm được nhiều tiền hơn bao giờ hết, nhưng đừng quên rằng để giữ được tiền trong tay là điều không hề dễ dàng. Trong tuần này, thực thần sẽ mang đến cho bản mệnh những cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh, tuy nhiên, đại hao hung tinh cũng đang rình rập. Vì vậy bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các tình huống bất ngờ, hãy tránh chủ quan và tiêu xài hoang phí. Trong công việc, tuần này không được suôn sẻ do có sự quấy phá từ tiểu nhân, từ đầu tuần, con giáp này đã bị thiên quan án ngữ. Tinh thần làm việc sa sút, có vẻ như thời gian vừa qua đã ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của bạn. Thị phi trong công việc có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và buồn bã, nhưng đừng quá lo lắng. Hãy tập trung vào những mục tiêu lớn hơn và đặt ra kế hoạch để thực hiện chúng. Hãy nhớ rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua nếu bạn cố gắng hết sức mình. Về mặt tình cảm, tuần này có thể bạn sẽ không cảm thấy hạnh phúc khi gia đình của bạn luôn xảy ra mâu thuẫn và cãi vã. Áp lực cuộc sống đã lớn và còn thêm những sức ép từ người thân, bạn có thể muốn trốn khỏi nhà và không muốn quay trở về nhà. Hãy cố gắng giải quyết vấn đề một cách khôn ngoan và thoải mái nhất có thể, gặp gỡ bạn bè, tận hưởng những hoạt động thú vị và giải trí để giảm bớt căng thẳng. Hãy nhớ giữ tâm trạng tốt và không để bất kỳ khó khăn nào ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Cẩm mang vượng vận, quý nhân, dậu, tí, tiểu nhân, tuất, sửu. Màu sắc may mắn, vàng, xanh. Con số phát tài, 18, 53, 76. Xem tử vi tuần 2, tuổi Giáp Thìn, tháng 10 âm lịch 2023. Người tuổi Giáp Thìn trong thời gian này, hung cát đan xen, có chuyện vui chuyện buồn lẫn lộn. Người tuổi này dễ chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc, song bạn lại thiếu quyết đoán, nên chưa thể có được cho mình hạnh phúc trọn vẹn.
Tuy nhiên, đường công danh, sự nghiệp lại có nhiều bước tiến vượt bậc, nhất là khi mà Thái Dương Cát Tinh nhập mệnh, người tuổi này tìm được hướng đi đúng đắn, phù hợp với năng lực của bản thân mình. Thiên ấn xuất hiện, nếu bạn phát huy được tính sáng tạo, chủ động của mình thì sẽ còn tiến nhanh, tiến xa hơn nữa. Vì thế tuần này là thời điểm để bạn tận dụng và nắm bắt cơ hội quan trọng. Đặc biệt là vào thời điểm giữa tuần, đừng để mình lỡ mất cơ hội quan trọng này. Tuy nhiên, về chuyện tiền bạc thì tuổi Giáp Thìn thực sự chẳng mấy may mắn, hết lần này tới lần khác, bạn bị tiểu nhân lừa gạt. Kiếp tài làm cho thô lỗ, làm ăn kinh doanh lãi lời chẳng thấy mà còn thua lỗ nữa. Vì vậy bạn cần cẩn trọng và thận trọng hơn trong các quyết định liên quan đến tài chính, tránh những rủi ro và đầu tư vào những lĩnh vực có tiềm năng tốt hơn. Nhìn chung tuổi Giáp Thìn đang trải qua một thời gian đầy thử thách nhưng cũng đầy cơ hội và tiềm năng. Hãy sử dụng những kinh nghiệm tích lũy được để phát triển bản thân và vượt qua những khó khăn để cuối cùng đạt được thành công và hạnh phúc trọn vẹn. Cẩm mang vượng vận, quý nhân, tỵ, thân, tiểu mão, tuất, sửu. Màu sắc may mắn, xanh, xám. Con số phát tài, 95, 11, 26. Xem tử vi tuần 3, tuổi Giáp Thìn, tháng 10 âm lịch 2023. Xem tử vi tuần mới thấy rằng, thương quan xuất hiện vào đầu tuần cho thấy, người tuổi Giáp Thìn sẽ có những bước khởi đầu khá khó khăn. Thời điểm này bạn nên bình tĩnh lắng nghe ý kiến của mọi người, hơn là khăng khăng với quan điểm cá nhân. Bạn không nên quá tự tin vào quan điểm của mình, cho rằng mình đã nắm rõ tất cả mọi vấn đề trong công việc. Hãy đề cao sự cởi mở, học hỏi và thấu hiểu để có thể đưa ra những quyết định chính xác hơn trong công việc của mình. Sao dịch mã chiếu mệnh khuyên những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khó nhất thời. Hiện tại bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Đây là lúc để bạn đẩy mạnh sự nỗ lực và cố gắng hết sức để vượt qua những khó khăn đang đối diện. Tuy nhiên, đừng quá căng thẳng mà quên đi sự cân bằng trong cuộc sống. Hãy dành thời gian cho bản thân và các hoạt động giải trí để tinh thần luôn sảng khoái và tươi mới. Thời điểm cuối tuần, do chính ấn và thiên ấn độ mệnh nên bạn sẽ gặp được nhiều điều may mắn hơn, có thể bạn sẽ gỡ bỏ được một vài hiểu lầm từ người khác đối với mình. Những cơ hội mới sẽ tới với bạn, vì vậy hãy sẵn sàng để bắt tay vào thử thách mới và đón nhận những trải nghiệm thú vị trong cuộc sống. Nhưng đừng quên giữ vững sự cẩn trọng và suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Cuối cùng về chuyện tình cảm, tuần này không phải là một tuần thuận lợi cho người tuổi Giáp Thìn, bạn và người ấy có thể liên tiếp gặp phải những chuyện gây hiểu lầm. Cả hai người đều cần phải kiềm chế, không nên để cảm xúc nhất thời lấn át lý trí, gây ra những chuyện khó phản hồi. Hãy dành thời gian để thấu hiểu nhau, lắng nghe và chia sẻ, để tình cảm giữa hai người được bền vững hơn. Cẩm mang vượng vận, quý nhân, tí, thìn, tiểu nhân, mão, ngọ. Màu sắc may mắn, vàng, xám. Con số phát tài, 39, 60, 88. Xem tử vi tuần 4, tuổi Giáp Thìn, tháng 10 âm lịch 2023. Bước sang tuần cuối của tháng 10 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Giáp Thìn cơ bản là tiến triển thuận lợi, dù khó tránh phải một vài rắc rối nho nhỏ. Những rắc rối này dường như cũng là lời cảnh tình cho bạn chớ nên quá tin tưởng vào bất cứ việc gì. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn cần phải kiểm tra cẩn thận trước khi báo cáo với cấp trên. Cơ hội kiếm tiền đối với người tuổi này chủ yếu vào thời điểm từ giữa tuần đến cuối tuần. Tuy nhiên, bạn cần làm ăn một cách chân chính, chứ không nên sử dụng thủ đoạn kiếm tiền không trong sáng, lợi dụng thời cơ để hãm hại người khác, kiếm lời lãi về cho mình. Sao thiên cầu chiếu mệnh chỉ ra rằng, bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả, bản mệnh cần cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Trên phương diện tình cảm, người tuổi Giáp Thìn phải đối diện với nhiều nguy cơ, thậm chí lứa đôi có thể rơi vào tình trạng chiến tranh bùng nổ. Do không chịu ai nhường ai, đừng để bản tính bướng bỉnh khiến cho chuyện tình yêu của mình có một cái kết giang dở. Cẩm mang vượng vận, quý nhân, thân, tỵ, tiểu nhân, ngọ, mùi. Màu sắc may mắn, trắng, vàng. Con số phát tài 25, 88, 32. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, người thực sự có phúc thường có vẻ hết sức bình thường. Họ có thể không đạt được nhiều thành tựu, cũng không có hào quang rực rỡ để người khác ngưỡng mộ. Họ không sống phù phiếm, cũng có thể không được quá nhiều người chú ý. Nhưng cũng có lẽ vì thế, họ mới sống trọn vẹn hơn, tận hưởng từng phút giây, hạnh phúc đong đầy dễ tìm. Thật ra hạnh phúc luôn sẵn có, chỉ là tự chúng ta lấy tay che mắt
làm những điều không nên làm, nên mới mãi không nhìn thấy mà thôi. Đặc biệt, ba đại kỵ dưới đây. 1. Khổ sở vì trò đỏ đen. Người thích cá cược, sớm muộn cũng đánh mất cuộc đời. Bạn nghĩ rằng vận may sẽ đến với mình, có thể đổi đời bằng một nỗ lực duy nhất là trò đỏ đen. Nhưng thực tế, từ khi đặt chân vào con đường này, bạn đã không có đường quay đầu. Số tiền bạn mất nhiều lúc có thể hủy hoại cuộc sống của bạn trong hiện tại và tương lai. Cờ bạc hơn thua, rồi lại vay mượn, nếu may mắn không tìm đến, mất trắng tất cả. Trường hợp ngược lại, cuộc đời lên hương, nhưng liệu có thể vững bền dài lâu nếu bản thân không biết quay đầu là bờ? Song ngoài kia, có mấy ai may mắn đến thế, muốn giữ trọn hạnh phúc bên mình, tốt nhất không nên hơn thua trên ván bài, trận cờ, càng không được hơn thua với người khác trong cuộc sống. Để bản thân bị dồn ép trên bàn cân, một mất một còn, là điều khiến phúc đức bị tổn hại, vậy làm gì còn tư cách để cả đời an yên? 2. Loay hoay vì tìm kiếm đường tắt. Xã hội ngoài kia, có bao nhiêu người mơ mộng về một đêm phát tài, họ không muốn làm việc chăm chỉ, mà chỉ muốn đi đường tắt để tìm đến cuộc sống giàu sang nhanh chóng hơn. Nhưng thực tế, đây chỉ là cái bẫy ngọt ngào. Nhiều người lại không có nhận ra điều này, họ tham lam, muốn có nhiều thứ, trong khi bản thân không chịu bỏ sức. Rất nhiều thứ chỉ nghĩ đến thôi cũng không thể đạt được, đôi khi càng ham thành công lại càng phản tác dụng. Nhà văn người Áo nổi tiếng thế giới Stephen Jay có câu nói, tất cả món quà mà cuộc đời ban tặng đều kèm theo cái giá của nó. Vì vậy, đừng cố gắng đi đường tắt, trên đời này không có gì là miễn phí, người thực sự có phúc, luôn nỗ lực từng bước một, đi chậm không thành vấn đề, chỉ cần vững bước, vững vàng thì luôn có thể đến được bến bờ lý tưởng. Điều cấm kỵ thứ ba, than thở quá nhiều. Sức người có lúc cạn kiệt, cũng có lúc trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp những chuyện bất lực, không thể nhúng tay. Những lúc như thế, việc đổ lỗi hoàn toàn là không cần thiết. Cố gắng hết sức nghe theo số mệnh, chỉ cần lương tâm trong sáng, bình tĩnh đón nhận, thì mọi chuyện vui buồn cũng chỉ như nước chảy mây trôi. Điều quan trọng là chúng ta có thể học cách thay đổi tâm trạng của bản thân và theo kịp dòng chảy. Thay vì than thân số phận, hãy dành thời gian bắt tay vào việc thay đổi số phận, cải thiện cuộc sống. Hãy là một người không than phiền, quét sạch những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi tâm trí và lấp đầy trái tim bạn bằng ánh nắng và hy vọng, cuộc sống của bạn sẽ tự nhiên trở nên tươi sáng hơn quý vị nhé. Nếu cảm thấy con đường phía trước u tối, hãy nghe chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về lời Phật dạy về khó khăn trong cuộc sống này và bạn sẽ lại mỉm cười, có thêm động lực để bước tiếp. Những lời Phật dạy. Phật nói, cuộc đời là biển khổ mênh mông, không có ngày thôi dứt, hãy lắng nghe những lời Phật dạy về khó khăn trong cuộc sống, sẽ mang lại cho bạn chỗ dựa tinh thần khi phải đối mặt với những trở ngại trên con đường đi tìm thành công, hạnh phúc của riêng mình. 1. Vạn vật vốn vô sinh vô ngã, nghĩ làm gì khi đã thấy chân như, hãy tịnh tâm mà an tỉnh trong thiền, khai trí tuệ ta đi tìm bến giác. 2. Mỗi khi mỏi bước trên con đường mình đã chọn, hãy tự nhủ mình, tiếp tục đi, đừng dừng lại. Mỗi bước có thể khó khăn hơn, nhưng đừng dừng lại, viễn cảnh đẹp nhất là lúc ở trên đỉnh. 3. Nó chỉ là vấn đề, nếu con nghĩ nó là một vấn đề. 4. Đừng nghĩ mãi về quá khứ, nó chỉ mang tới những giọt nước mắt. Đừng nghĩ nhiều về tương lai, nó chỉ mang lại lo sợ. Sống ở hiện tại với nụ cười trên môi, nó sẽ mang lại niềm vui cho con. 5. Nếu không có được điều con muốn, có nghĩa là cái gì đó tốt đẹp hơn đang đến. 6. Hiểu và biết ơn những nỗi sợ. 7. Giá trị của một con người không phải là khi họ đang ở vị trí thuận lợi, mà là khi họ đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn và đau khổ nhất. Những lời Phật dạy về khó khăn trong cuộc sống sẽ là ngọn lửa thắp sáng lối đi trên con đường của chính bạn. 8. Đã từng trải qua khó khăn, chứng minh thành công cách con không xa. 9. Đừng để quá nhiều những việc của ngày hôm qua chiếm lấy ngày hôm nay của con. 10. Những thứ đã mất đi, kỳ thực là do chúng chưa từng thực sự thuộc về con, vậy nên đừng nuối tiếc, lại càng không cần phải nhất quyết đòi lại cho bằng được. 11. Trước khi thành công, đừng nói cho bất kỳ ai. 12. Cuộc sống mệt mỏi, một nửa là vì sinh tồn, một nửa còn lại là vì dục vọng và sự so sánh. 13. Hãy đối xử với bản thân mình tốt một chút, bởi lẽ đời người chỉ dài bằng gang tay. Hãy đối xử với những người xung quanh tốt một chút, bởi vì một đời chưa hẳn đã có thể gặp lại nhau. 14. Xin lỗi là một sự chân thành, không sao, là một phong thái, nếu con đã xin lỗi một cách chân thành, nhưng lại không được đền đáp bằng phong thái không sao, thì chỉ có thể nói rằng đối phương là kẻ vô tri và thô tục. 15. Mỗi người chỉ có một trái tim, nhưng lại có hai ngăn, một ngăn chứa niềm vui, một ngăn được nỗi buồn.
đừng cười lớn tiếng, nếu không sẽ bị khiến người thương bên cạnh thức giấc. 16. Chỉ cần bàn chân của con vẫn đứng trên mặt đất, thì con đừng coi nhẹ bản thân. Chỉ cần con vẫn còn sống trên trái đất này, thì đừng coi bản thân mình quá vĩ đại. 17. Mong con đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình. Có như vậy, người khác mới khả dĩ tiếp nhận. 18. Sở dĩ người ta đau khổ, chính vì mãi theo đuổi những thứ sai lầm. 19. Nếu con không muốn giúp phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não, vì chính tâm con không muốn buông xuôi nổi. 20. Bình yên đến từ bên trong, đừng tìm nó bên ngoài. 21. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang, thì tôi lại phát hiện ra có người không có chân. 22. Khi đang sống trong bóng tối, tại sao con không đi tìm ánh sáng? 23. Con hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình. 24. Con phải luôn mở lòng khoan dung, rộng lượng tha thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương con, phải buông bỏ mới có được niềm vui đích thực. 25. Sự chấp trước của ngày hôm nay, nó sẽ là niềm hối hận cho ngày mai. 26. Khi nào con thật sự buông xuống, thì lúc ấy sẽ hết phiền não. 27. Cùng là một chiếc bình như vậy, tại sao con lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm, tại sao con phải chứa đầy những não phiền như vậy? 28. Thời gian sẽ trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của con đi. 29. Con cứ xem như những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng, như thế con sẽ rất đau khổ. 30. Chỉ cần đối diện với hiện thực, con mới vượt qua hiện thực. 31. Nếu có thể sống qua những ngày bình an, thì đó chính là một phúc phần rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được vầng thái dương của ngày mai. Biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn phế. Biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do. Biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành nước mất nhà tan. 32. Cảm ơn đời với những gì tôi đã có, cảm ơn đời những gì tôi không có. 33. Lấy từ bi và ôn hòa để thắng nóng giận, lấy hiền lành để thắng hung dữ, lấy bố thí và lòng rộng rãi để thắng tham lam, lấy chân thật để thắng giả dối. 34. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc tôi không có dép để mang, thì tôi lại phát hiện ra có người không có chân. 35. Thất bại không phải là bạn không biết làm điều gì đó, thất bại là bạn biết nhưng không làm. Hãy thành thật với bản thân, hành động theo tiếng nói của trái tim để đạt được điều bạn mong muốn. 36. Đừng trách, đừng buồn, đừng than thở, đừng hờn, đừng giận, đừng ngỡ ngàng, nhẹ nhàng chấp nhận điều ngang trái, oán hận làm chi chuyện bẽ bàng. 37. Nếu một người chưa từng cảm nhận sự đau khổ, khó khăn thì rất khó cảm thông cho người khác. Con muốn học tinh thần cứu khổ cứu nạn thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn. 38. Đời quá ngắn thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi bao oán hận bâng quơ, ta cười bóng trong gương cười trở lại, lòng yêu thương thành biển động vô bờ. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.